Chiều hôm ấy, các thành viên có một buổi thư giãn sau những trò chơi. Như thường lệ, Uyên và Minh vẫn rất thấm thiết bên nhau. Ủa anh đứng im, anh lấy im đi, em cổng cho làm gì không có té đâu mà. Không nè. Không kỹ thuật đi em. Dạ. Cao cao, ai da. Rồi. Dạ. Nó ngọn cái bóng coi. Đứng lên cho bóng coi. Điều này hẳn đã làm một vài thành viên cảm thấy chạnh lòng. Không có người đút ra. Gọi Hoàng về. Ăn bù lên bị liệt hay sao mà phải đút nữa. Hai. Ủa sao rồi? Sơn đi công việc rồi. Sơn về rồi. Bị lòi khỏi nhà chung mày hả? Về chó. Về chó cho. Miệng ác không? Anh đi xuống anh lấy chai xin lại. Ừ đúng rồi. Nói anh này từ bữa giờ chị mới thấy em nói chuyện nói gì á. Anh này anh. Không. Anh đi. Không. Anh đi mà. Vô gì hồ lô của người ta. Đây ăn cà. Ăn dùm. Ăn dùm á. Người ta tình cảm anh em thân thích. Trời ơi anh có anh gì vậy? Bớt bớt cái tay. Em. Nó vừa hợp. Thôi biết rồi nha. Biết rồi. Thôi kệ, vậy cũng mừng. Hả? Vậy cũng mừng. Buổi tối hôm đó, Sơn và Hoàng đã về đến ngôi nhà chung vừa kịp bữa cơm tối. Hello. Trời trời, té cái đập mặt. Hello chị. Ngon vậy? Muốn ăn cái nào vậy? Ồ. Oh. Dạ anh ra khỏi. Mới về à? Mới về mà nghe không vui lắm. Mới về, ở nội về nè. Nhưng mà nghe giọng của anh không vui lắm. Khóc ngược vô trong. Mọi người ơi, mọi người. Đánh vô nào. Mọi người. Tôi nói nghe nè mọi người. Hồi sáng tôi làm việc ở công ty đó đã hơn một năm rồi, gần như là còn hai năm con đường của tôi đi là mỗi ngày đó. Nhưng mà cái thanh niên này vẫn cãi tôi. Đi đi. Con nước rẻ mà. Tại vì sẽ qua cái trạm thu phí. Không qua cầu đâu, không qua khỏi cầu đâu, yên tâm. Nhưng mà có qua trạm thu phí không? Không. Thiệt không? Thiệt không? Yeah. Cho nên tôi đã bị trừ, tôi đã trừ điểm anh ta thì tự hiểu đi ha. Người ta cố tình câu thời gian ở bên cạnh ngoài nghe đó. Không, nhưng mà kể giờ. Hôm nay không phải ngày may mắn của Hậu khi Hậu liên tục mất điểm trong mắt Hoàng. Miếng lòi ăn cơm mập quá chị. Cho bé Mai nó ăn canh nè. Tùng có mặt để làm cái gì? Đó cho Tùng với Mai đây chín người lấy hai cái chén. Còn đúng hai cái chén. Còn đúng hai cái chén. Tùng mới vô hình. Thôi tôi đi. Liên quan gì đến chuyện em vô hình không? Không. Những biểu hiện này của Hoàng đã không qua khỏi cặp mắt quan sát của người anh cả Quang Minh. Trời ơi, chăm sóc người ta, trời ơi. Phải lên đó. Đi qua hỏi xem người ta tình trạng sao, trời ơi. Từ từ. Anh biết tại sao em nói em mệt em xuống đây không? Đúng không? Sao? Tại em không muốn anh làm đâu. Anh có những lúc phải để cho người ta ăn mình, không phải lúc nào mình cũng kè kè được. Nhằm để giải đáp những thắc mắc và tư vấn tâm lý cho các thành viên ngôi nhà chung, tối hôm nay các bạn trẻ có một cuộc gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt. Đó là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Hi. Chào tất cả các bạn. Các bạn có thể gọi chị là chị Nhi A. Có thể một vài bạn ở đây thì có thể là muốn gọi bằng cô vì liên quan đến cái nghề. Mà thôi chúng ta hãy gọi nhau là chị đi để có thể dễ dàng chia sẻ. Bây giờ mỗi bạn sẽ được hỏi một câu. Và chị chỉ muốn nhắc các bạn một điều thôi. Đó là việc các bạn hỏi chị trong bối cảnh của ngôi nhà chung tối hôm nay, nó không đơn thuần là việc mà bạn hỏi cho thắc mắc của riêng mình, mà đây là cơ hội để có thể thông qua đó bạn nhắn gửi một cái gì đó, hoặc bạn muốn bộc lộ một cái gì đó cho những người còn lại trong ngôi nhà chung hiểu, quan sát, bắt tín hiệu. Hy vọng là các bạn tận dụng tốt cái cơ hội này. Đối tượng của em khi mà bạn đấy có những cái suy nghĩ tiêu cực, khi lúc bạn đấy đang trong cái lúc mà bạn đấy có những suy nghĩ tiêu cực và lúc đấy mình nói lý lẽ mà bạn gái đấy không nghe ấy, và kiểu
mình dù mình nói thế nào, cái chuyện đúng mình giải thích thế nào, nhưng bạn ấy vẫn nghĩ tiêu cực dù chỉ là một cái chuyện nhỏ gì đấy thôi. Lúc đấy thì mình nên làm cách nào để cho bạn nữ dịu đi, kiểu bạn nữ có thể thông suốt để mà nghe mình một cách câu chuyện nó chính xác và rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, các bạn sẽ có hai cách hành xử. Một là bạn làm thinh, hai là bạn làm tới. Còn cái chuyện mà bạn làm bình thường trong trường hợp này nó không có đi đâu về đâu hết, bởi vì nó sẽ tạo ra một cuộc cãi vã mới. Đúng. À, tôi rất là đánh dấu sao chỗ này cho các bạn nha. Rồi, thôi đừng dạ nữa, cái nết này là nết của đàn gái. Cho nên đây là câu trả lời dành cho đàn trai. Trong những trường hợp như vậy, các chàng trai lưu ý là việc mà các bạn cố gắng đi chứng minh chuyện đúng sai mang tính lý thuyết á, nó chỉ làm nảy sinh một cuộc chiến mới thôi. Cái hai giải pháp này nó chỉ nhằm đúng một mục tiêu thôi. Đó là cái mục tiêu quan trọng nhất trong tại cái diễn biến mà Sơn chia sẻ đó. Thì cái việc mà chúng ta cần làm á là chúng ta phải hướng được tới cái điều gì? Đó là bạn phải hướng được tới cái chuyện đó là bạn nữ cảm thấy được thỏa mãn trong cái việc được bộc lộ. Và cảm xúc đó được quay trở về cái điểm cân bằng. Như vậy thì một người mà họ muốn được thoải mái và họ được gọi là dùng cái từ là đã cái nư được nói. Thực ra trong một số bối cảnh, cái người nữ họ không có đi tìm kiếm câu trả lời đúng sai. Có một số cái nết của các bạn nữ là chị em muốn làm cho nó đã nư. Vậy thì bây giờ bạn ngồi đó bạn phân tích đúng sai nó là không có giá trị. Yeah. Thì giải pháp đầu tiên là làm thinh. Làm thinh là trong trường hợp mà nếu như mình cảm thấy sức lực mình không đủ đó thì thôi mình làm thinh. Mình làm thinh để bên kia được nói. Nhưng làm thinh không có nghĩa là làm ngơ. Một số bạn nam thì lại rất là trời ơi đất ơi là làm thinh lại kết hợp với làm ngơ. Thì cái câu chuyện nó bi kịch lắm. Ủa anh có quan tâm em không? Đúng. Làm thinh nhưng không làm ngơ. Vậy thì lúc này làm thinh thì bạn phải làm gì? Bạn phải tập trung vào cô ấy. Bạn có thể có những cái động tác để cho thấy cái sự hiện hữu của bạn bên cạnh cuộc đời cô ấy. Một cái choàng vai, một cái vỗ vai nhẹ, một cái sự vuốt tóc, một cái ôm nhẹ nhàng để chứng minh sự hiện hữu của mình. Nhưng mà mình đừng nói gì hết, để cổ nói cho đã cái nư cổ. Thì khi cổ nói xong thì coi như là cổ nhẹ lòng. Và người ta cũng không thể nói từ ngày này qua ngày khác được. Vậy thì trong trường hợp mà mình cảm thấy là mình không đủ sức lực để đàn áp á, thì mình làm thinh. Yeah. Nhưng nếu như em cảm thấy không, bây giờ mình phải là cái người trở thành một cái bờ vai, kiểu như một cái thân tùng bách, thì bây giờ em làm tới cho chị. Em làm tới có nghĩa là em phải làm cho cậu tỉnh bằng những cái câu khẳng định mang tính mệnh lệnh chút đỉnh cũng được, để cậu hiểu rằng là cậu phải ngưng cái cảm xúc đó lại. Nhưng lúc này em làm tới, nhưng mà không có nghĩa là em đàn áp con người ta theo như kiểu dạy dỗ hay là lên mặt. Mà cái sự làm tới này chỉ nhằm giúp cho cổ cắt đứt cái dòng cảm xúc đó thôi. Thì đó là lời khuyên dành cho em. Okay. Đừng cố gắng đi tìm và đi thuyết phục về sự đúng sai, bởi vì nó không có cần thiết trong cái bối cảnh đó. Như cái tất cả bạn nam ở đây đều gọi là có gu về mẫu bạn gái lý tưởng của mình ấy. Thì chính em cũng vẫn có. Thì em muốn hỏi chung luôn á là một cây ru đó xét về nhiều yếu tố như là về ngoại hình, về tính cách và cách suy nghĩ. Thì em muốn hỏi chị là nếu một người nào đó là mình đã như là muốn bắt đầu với họ, mình cảm thấy được mình đồng đều với họ và vấn đề gì đó, nhưng mà nó chưa hoàn toàn giống như cái những cái gì mà gọi là mình nhận xét ru của mình á, thì em xin chị cho em cái lời khuyên là mình có nên tiếp tục sâu hơn mối quan hệ đối với người đó không, hay là mình chọn một cái giải pháp nào đó hợp lý cho cả đôi bên. Có thể tạm hiểu cái câu hỏi của em đưa ra, đó là bây giờ là mình nên yêu và đi tiếp với một cái người mà tất cả mọi cái điểm mong cầu của mình á, nó đều khớp lệnh với cái gì mà người đó có, hay là chúng ta tạm thay đổi tiêu chuẩn của mình. Tạm thôi. Chúng ta có nên thay đổi cái tiêu chuẩn của mình hay không? Lỡ như mình đã gặp được một người mà mình cũng đã có cảm tình, có rung động, nhưng mà những gì bày biện ra nó không đúng với hết những gì mà mình mong muốn có, đúng không? Câu trả lời nằm ở chỗ này nè, là em muốn tương lai của em là một người như thế nào? Bởi vì nếu như á mà em đòi hỏi là mình phải gặp được một cái người mà mọi tiêu chuẩn mà mình đã sắp xếp, mình đã hình dung, mình đã vẽ ra, nó phải được đáp ứng một cách trọn vẹn bởi một người con gái mình đang quen, thì em sẽ dùng cả cuộc đời của em để đi quen hết người này tới người kia. Vì ông trời ông không có đẻ ra sẵn cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo là một khái niệm đánh lừa chúng ta qua hàng bao thế kỷ. Trên đời làm gì có cặp đôi hoàn hảo. Ok chưa? Điều đó có nghĩa là chị khẳng định luôn là chúng ta sẽ không tìm được một ai đó
mà họ đáp ứng được trọn vẹn những tiêu chuẩn mình đưa ra trong cái gu của mình. Ok, rồi. Cái thứ hai, đó là sẽ có những cái người mà bạn nói không, em thấy họ hoàn hảo. Thế thì cái kết quả hoàn hảo đó là kết quả chứ không phải là điểm khởi đầu. Đó là khi mà người ta đi cùng nhau 5 năm, 10 năm, người ta vì người còn lại mà người ta thay đổi. Và người ta dùng từ cặp đôi hoàn hảo hoặc là mảnh ghép hoàn hảo, thì các bạn phải lưu ý là phải mài, phải dũa thì mới ghép lại được với nhau. Vậy thì trong trường hợp này, cái sự hoàn hảo nó xuất hiện với một mối quan hệ lâu năm, chứ nó không thể là mối quan hệ ngắn ngày được. Ví dụ như bây giờ trong bối cảnh 7 ngày của ngôi nhà chung chúng ta, các bạn tìm được một ai đó mà nó đáp ứng được khoảng 80%, đó là một cái thành tựu lẫy lừng rồi đó. 20% còn lại nó đòi thời gian. Nó đòi thời gian để đó một trong hai bên thay đổi hoặc cả hai cùng thay đổi. Ha, à, một trong hai bên thay đổi có nghĩa là sao? Là cái cô kia cổ đáp ứng được 80%, hoặc em ngược lại đi. Nữ giới cũng có quyền đưa ra tiêu chuẩn. Em chỉ đáp ứng được 80% của một bạn nữ nào đó bên đây thôi. Như vậy thì bây giờ 20% còn lại hoặc là em phải bù. Em phải thay đổi để em khớp lệnh 100%. Hoặc là đàn gái sẽ giảm 20% đó luôn, để 80 coi như thành 100. Yêu nhau lấy 9 làm 10. Hiểu câu này không? Hoặc cả hai cùng thay đổi, anh miếng em miếng. Anh thay đổi một chút và em giảm tiêu chuẩn một chút, chúng ta gặp nhau. Và đó mới là tình yêu. Em nghĩ là nên cả hai cùng thay đổi nó sẽ ok. Mà bây giờ muốn cả hai cùng thay đổi thì phải sao? Phải đối thoại. Không có cái tình cảm nào mà nó tiến triển trong im lặng được hết đó các bạn. Tại vì cái tiêu chuẩn của em chỉ có mình em biết à, đối phương không có biết. Vậy thì nếu như chúng ta giữ cái sự không hài lòng đó trong lòng của mình, và chúng ta ấm ức vì tại sao cổ không có đáp ứng được cái tiêu chuẩn này, thì cái vết thương nó càng ngày nó sẽ càng lan rộng. Nó như cái cơ chế hoại tử vậy đó. Nó đi từ tế bào này sang tế bào kia. Và vốn ban đầu em ưng mắt cổ 80%, nhưng cái 20% đó nó ở đó và nó làm đục nước lên. Dần dần rồi nó cũng mai một luôn 80% đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải đối thoại với nhau. Phải đối thoại để chia sẻ cái mong cầu của mình. Nhưng mà phải quan sát coi là bên kia họ thay đổi được không. Mà nếu người ta không thay đổi là vì lý do gì người ta không thay đổi? Vì không thể đâu, vì em nỗ lực rồi. Hay vì người ta không muốn? Nếu người ta không muốn thì đó là dấu hiệu cho thấy nên chia tay. Tại vì người ta không có mong chờ cái việc là làm hài lòng em, hoặc là người ta muốn xây dựng mối quan hệ này. Nhưng nếu như người ta thể hiện em ráng lắm rồi, cái gì làm được là em làm hết rồi, thì bây giờ mình phải bật chế độ bao dung. Yêu nhau phải bao dung chứ. Cho nên là giải pháp đẹp nhất là giải pháp cả hai cùng thay đổi. Nhưng mà để cả hai cùng thay đổi thì chúng ta phải có thời gian. Vậy thì câu chuyện cảnh báo các bạn ở đây là sau 7 ngày, các bạn đừng mong chờ mình kết thúc hành trình 7 ngày ở ngôi nhà chung với một cái kết quả là tôi tìm được một người mà mọi sự ở cái người đó nó đều làm hài lòng tôi. Nếu như bạn tìm được một ai đó mà có vài điểm nó chưa tròn trịa, nó cũng đã là một thành tựu rất lẫy lừng cho hành trình này rồi. Bớt mong cầu lại. Ok. Rồi. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Dạ, cho em có câu hỏi của em nha. Rồi. Em tự nhận em là một người tự tin về sự nghiệp và tương lai. Ừ. Nhưng mà đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi trong chuyện tình yêu, đó là người con gái họ yêu cầu quá nhiều. Họ yêu cầu em phải để ý tới họ, phải quan tâm tới họ, phải gọi là chi tiết là thí dụ thôi nha, đưa đón họ rồi để ý tới từng cái thái độ, từng cái lời ho của họ, từng cái nháy mắt của họ em phải để ý. Nhưng mà ngoài kia khi mà đi làm về em đã rất là mệt mỏi. Em đã có cái nhiệm vụ là đem tiền về nhà, mang cho họ cái sự vững chắc về tinh kinh tế và tài chính. Vậy thì em có sai không nếu mà em lơ đi những cái điều mà họ muốn em cần được quan tâm, nhưng mà trong khi đó em cũng cần được cái sự thấu hiểu khi mà ngoài kia em vẫn có cái sự giông bão mà người phụ nữ họ đâu hiểu đâu. Tại vì trên cuộc sống này á, đàn ông họ sinh ra là có lý do, và em tự tin chắc rằng là cuộc sống này không thể vận hành được nếu không có đàn ông. Bởi vì ngoài kia có rất nhiều cái công việc nguy hiểm mà chỉ có thể đàn ông làm được. Và giống như cái vấn đề của em nói đó, là đôi khi em muốn bỏ đi cái sự gọi là người ta nói mình vô tâm cũng được, nhưng mà thôi mệt quá rồi, đi làm về mệt quá rồi, bây giờ đòi thêm gì nữa. Ừ. Tiền bao nhiêu đó chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn thêm nữa, làm muốn thêm cái gì? Các bạn, như vấn đề này không phải là của một mình hậu đâu, vấn đề là vấn đề mang tính thời đại nè. Rồi, thế thì bây giờ đầu tiên cái câu trả lời của chị dành cho trực tiếp câu hỏi của em là em có sai hay không, thì em không sai. Nhưng trong tình yêu á,
thì nó lại không phải câu chuyện là nam giới thì nên làm gì mà nữ giới thì nên làm gì, thì nó mới ra câu chuyện tình yêu. Trong tình yêu nó có một cái cơ chế rất là mắc cười, người phù hợp nhất đó là tình yêu đúng nhất. Ok, vậy thì cái cô gái mà cổ đòi hỏi của mè nheo á, cổ cũng không có sai, em cũng không có sai, nhưng hai đứa ráp lại là sai. Trong tình cảm nó có câu chuyện đó là em không sai, anh không sai, nhưng tụi mình ráp lại là sai. Tụi mình nên ráp với những người khác mà ở đó nó có sự gặp gỡ về tiêu chuẩn. Em sẽ yêu một cô mà ở đó cổ cũng biết cách kiếm tiền, cổ cũng không cần phải bánh bèo. Ok chưa? Thì cái tình yêu của em sẽ rất vui. Nhưng nếu như em yêu một cái cô mà anh ơi em hả, anh ơi nóng quá em ăn không được, anh ơi sao bữa nay anh chưa có nắm tay em, thì toàn. Thì cái mưu cầu đó của bạn nữ có sai không? Cũng đâu có sai đâu. Nhưng mà em không thể là người đáp ứng bởi vì tiêu chuẩn của hai đứa khác nhau. Tình cảm trong một vài bối cảnh nó giống như chuyện mua giày. Vấn đề không phải là đôi giày đó mắc tiền, hàng hiệu hay là đẹp, mà đầu tiên là mang vô vừa chân không. Trời, cái đôi đó rất là xịn, tôi mua được, cha tiền tôi mua được. Nhưng mà nó không có size 39 thì thôi nghỉ đi, không thuộc về nhau được. Tại vì không có size 39 thì không nhét chân mình vô nổi. Cho nên chị nói rồi, họ không có sai. Nhưng cuộc chơi nào cũng có luật chơi. Luật chơi của câu chuyện tình yêu đó là gì? Là nếu như không xây thì vỡ. Nó nói rồi mà, đường không đi mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì thành người dưng. Bạn sẽ nhận được sự yên ổn trong mối quan hệ đó. Bởi vì bạn không có bị người yêu bạn mè nheo, bạn không có bị áp lực, bạn không có bị gì hết. Bạn cảm thấy trời ơi, thoải mái quá, vui quá. Nhưng đi kèm với đó là tình yêu của bạn khô héo. Ok chưa? Vậy thì lúc này nó sẽ đòi hỏi một cái sự điều chỉnh, là chúng ta sẽ phải có những giá trị mang tính cân bằng và đồng bộ trong cuộc sống. Đó là giá trị gì? Bạn phải kiếm tiền, chắc chắn bạn phải kiếm tiền. Bạn phải là một người con có đạo hiếu, chắc chắn là bạn phải có trách nhiệm với gia đình lớn. Nhưng bạn cũng là một con người cần tình yêu riêng tư, vậy thì bạn cũng phải cần có tình yêu. Và chúng ta không thể sống trơ trọi một mình. Nếu như không có 500 anh em, vậy thì chúng ta cũng phải có thêm quan hệ bè bạn. Tất cả những cái này nó phải được chung sống với nhau. Vậy thì em có thể kiếm tiền đến mức độ nào đó mà nó đúng với sở cầu của em nhất. Nhưng em đừng quên là em đang có một mối quan hệ tình cảm mà nếu em không chăm thì nó chết. Ai là người chăm sóc cho một mối quan hệ tình cảm? Cả hai. Tôi sống đến bao nhiêu số ký đây rồi mấy đứa? Số ký của chị cũng nhiều đó. Chị chưa có thấy một cái mối quan hệ tình cảm nào trên đời này mà nó tồn tại nếu như chỉ có một người chăm mà người còn lại không chăm. Vậy thì chúng ta bước hỏi nhau những câu là bây giờ bạn gái nên chăm cho mối quan hệ đó hay là bạn trai? Cái quan hệ tình cảm nó khác với quan hệ kinh tế. Trong quan hệ tình cảm chúng ta đi tìm một người yêu mình, chứ chúng ta có đi tìm một người nuôi mình đâu. Còn nếu như bạn đi tìm một người nuôi mình là bạn đang đi tìm một người khác, không phải là người yêu. Vậy thì điều đầu tiên, đừng bao giờ đi hỏi cái câu là bây giờ nên tìm một cái người nhiều tiền hay là ít tiền. Nhưng độc lập, tự do, hạnh phúc, câu đó là chân lý. Đúng không? Chúng ta có một cái phần dừng lại ở cái nội dung này rất là thú vị. Bởi vì đó là cái chị muốn nhắc các bạn. Cái chuyện đúng sai khi mà chúng ta lựa chọn một người á, chúng ta cần một đời để thẩm định. Các bạn nhớ giùm chị điều đó nha. Lâu quá chị ơi. Điều đó có nghĩa là hiện giờ trộm vía hôn nhân của tôi đang ổn, và tôi chỉ dám dùng từ trộm vía thôi. Cuộc hôn nhân đó gần 20 năm rồi. Nhưng ngày mai nó là cái gì tôi không có biết. Ai rồi cũng khác. Đã vậy trên đời còn có câu có ai chung tình mãi được đâu nữa. Cho nên chốt lại là như vậy nè. Đừng nghĩ quá nhiều về tương lai để tạo nên nỗi sợ hãi cho hiện tại. Bởi vì tương lai là cái nó chưa có tới, mình không có biết. Đó là tinh thần đầu tiên. Cái thứ hai, tình yêu nếu đúng thật là tình yêu thì tín hiệu của nó luôn rất là mạnh mẽ. Trong bối cảnh của ngôi nhà chung, chị nghĩ rằng việc mà các bạn để cho trái tim mình lên tiếng là một chiến lược. Bởi vì sự cân đo đong đếm nó không đủ dữ liệu cho bối cảnh này. Nếu như chúng ta yêu bằng lý trí trong bối cảnh này, thực tế nó không đủ dữ liệu để các bạn xử trí vấn đề. Bạn muốn lý trí, bạn phải tổng hợp được thông tin, bạn phải hiểu được nhân thân của người ta, bạn phải có một câu chuyện dài về trải nghiệm của người đó, bạn phải có được cái mối quan hệ xung quanh người đó như thế nào để đưa ra những kết luận. Một tuần chúng ta không có dữ liệu đó.
Vậy thì nếu như chúng ta cứ mãi lấn cấn về lý trí thì bạn không đưa ra được đáp án, bởi vì nó không đủ dữ liệu. Vậy thì phương án gọi là mang tính chiến lược trong bối cảnh này, chị chỉ muốn nhắc các bạn đó là hãy lắng nghe con tim mình. Và trong những cái giai đoạn cấp bách, các con tim nó có một cái khả năng kỳ dị lắm các bạn. Nó là một cái khả năng tiên tri, và cái gọi là cái việc đưa ra quyết định đúng bằng tiếng gọi của con tim á, thông thường trong những cái bối cảnh cấp bách á, nó lợi hại vô cùng. Cho nên hãy chú ý đến cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì cảm xúc và lý trí nó cũng chưa bao giờ tách rời trong một con người. Cho nên tin chị đi, chị chỉ chốt lại một điều thôi. Đó là khi bạn cảm thấy rung cảm với một ai đó, thì thực tế người đó cũng đã đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mà bạn đã từng mong cầu rồi. Tức là có lý trí ở trong đó rồi. Còn nếu như thuần túy lý trí trong bối cảnh 7 ngày thì thực ra rất khó để có thể kết nối với nhau. Thì đó là những cái gọi là những cái gạch đầu dòng quan trọng để bạn nên đưa ra quyết định như thế nào trong cái hành trình ngôi nhà chung ở đây.